Mỹ nhân Việt bị chê diễn dở, mỗi người một lý do, duy nhất một người đổ lỗi cho khán giả quá khó tính. Dù là người lần đầu đóng phim hay là những nữ diễn viên đình đám của VBiz cũng không thoát khỏi cảnh bị dân tình chê bai về chuyện diễn xuất. Tuy nhiên, trước sự đánh giá của khán giả thì rất nhiều cô nàng lại cho rằng lỗi không phải nằm ở bản thân mình mà do yếu tố khách quan. Nam Anh lớn sân sang lĩnh vực diễn xuất, Nam Anh vào vai Kỳ Duyên trong dự án Hương vị tình thân đang cực kỳ hot gần đây. Nhân vật này được gia đình mai mối cho Nam Chính Long, là một cô tiểu thư nhà giàu cao ngạo và nhõng nhẽo quá đà. Những hành động quá lố của Kỳ Duyên trong tập 2 phim vừa qua nhìn thôi đã khiến khán giả chán ngán. Rất nhiều khán giả còn cảm thấy tắt hứng coi phim chỉ vì vai diễn này của Nam Anh. Về phần Nam Anh, sau khi nhận được những ý kiến khen chê của mọi người đã có những chia sẻ riêng của mình. Do bản thân người đẹp không phải diễn viên chuyên nghiệp nên còn nhiều thiếu sót. Bên cạnh đó, Nam Anh cũng cho rằng nhân vật này sinh ra để bị chửi nên nếu tôi bị chê chứng tỏ tôi cũng đã thành công. Diễn các dạng vai hiền lành, ngoan ngoãn thì dễ, còn hăm hở như Kỳ Duyên mới khó. Câu trả lời đầy tự hào của Nam Anh về vai diễn đang bị chê bai của cô khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ. Phương Oanh thay đổi hoàn toàn hình tượng mới trong Hương vị tình thân, nhưng Phương Oanh lại bị chê diễn xuất thụt lùi so với Quỳnh Búp Bê. Trước phản ứng của mọi người, Phương Oanh cảm thấy có lẽ khán giả chưa quen với tạo hình cá tính mới và phong cách diễn của cô. Đồng thời, người đẹp mong rằng cư dân mạng đừng phiến diện hay đánh giá quá vội vàng vai diễn này và hãy cho cô thời gian để chứng minh. Nhã Phương suốt 10 năm qua, Nhã Phương gần như không có sự đột phá quá nhiều trong diễn xuất. Các nhân vật của cô lúc nào cũng nhạt màu, khó gây điểm nhấn. Đây cũng chính là lý do mà nhiều khán giả cảm thấy thất vọng về bà xã Trường Giang. Tuy nhiên, thay vì lên tiếng đáp trả, người đẹp chọn cách giữ im lặng và có phương hướng thay đổi tốt hơn. Điển hình là vai báu trong Cây táo nở hoa, có thể xem là bước tiến đáng kể trong sự nghiệp của cô nàng này. Diễm My lớn sân sang mảng phim truyền hình phía Bắc với dự án Tình yêu và tham vọng, Diễm My lại không đạt được những thành công như mong đợi. Trước hàng loạt những phản hồi tiêu cực từ phía khán giả, người đẹp cho rằng khán giả miền Bắc có phần khắt khe và khó tính. Người đẹp chia sẻ, ban đầu khi đọc những bình luận không hay thì cô cảm thấy rất đau lòng vì bị nhận xét tệ. Diễm My cũng cho biết, trước khi được công chiếu, bộ phim cũng được kiểm duyệt và đánh giá bởi các thành viên trong đoàn. Đa phần mọi người đều cảm thấy cô làm rất tốt, nhưng khán giả lại chê bai thậm tệ. Hương Giang sau khi dự án Sắc đẹp dối trá của nàng hậu Hương Giang ra rạp, đã vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người nhận xét bộ phim có nội dung rõ rắm, tình tiết hơi hợp với loạt sạn khó lòng chấp nhận nổi. Đặc biệt về diễn xuất của Hương Giang, hơi bị gồng, lúc cần mạnh mẽ thì lại không mạnh mẽ, lúc cần tinh tế nhã nhặn lại vụng về, gượng gạo. Trong một cuộc phỏng vấn, nàng hậu đã đáp trả về sự khen chê trong vai diễn đầu tay của mình. Hương Giang cho rằng mình chỉ là nhân tố nhỏ bé không thể quyết định đến sự thành bại của cả bộ phim, nên khi bị chỉ trích sẽ cảm thấy có chút bất công. Đồng thời, người đẹp còn ám chỉ rất nhiều người thấy hả hê khi dự án đầu tay của cô thất bại. Diệu Nhi khi mới ra mắt đầu năm 2017 với sitcom Chiến dịch chống ế, Diệu Nhi từng phải hứng chịu rất nhiều bình luận như xấu xí, diễn lố thấy ghê. Thời điểm đó, Diệu Nhi đã chia sẻ bản thân cô đã khóc rất nhiều. Tuy nhiên, sau nhiều năm gắn bó với nghề diễn, cô nàng nhận ra rằng bản thân làm việc để phục vụ công chúng nên việc khen chê là điều thường thấy. Diệu Nhi cảm thấy may mắn vì còn được khán giả quan tâm. Về phần những bình luận chê bai thì cô nàng sẽ cố gắng chắt lọc từ đó, rút kinh nghiệm và cải thiện diễn xuất hơn. Rõ ràng một người nghệ sĩ còn nhận được sự chú ý của khán giả vẫn tốt hơn những người không ai thèm quan tâm, không ai thèm đánh giá. Nhìn chung thì không phải lúc nào các nữ diễn viên cũng có thể đạt mức diễn xuất 100% tối đa năng lực. Tất nhiên cũng sẽ có lúc phong độ thất thường. Song thay vì lựa chọn biện minh, mọi người mong rằng họ có thể tự nhận ra yếu điểm, rồi khẳng định năng lực của bản thân bằng hành động chứ không phải bằng lời nói. Bạn có cảm nhận gì về các mỹ nhân vừa kể qua? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận nhé! Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.